Chào các bạn, mình là Phương TK. Rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn đang theo dõi phần 3 của series SketchUp cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái lệnh vẽ và các cái lệnh hiệu chỉnh trong SketchUp. Các cái lệnh này thì nó nằm trong hai cái tool này, tool Draw và tool trong hai cái tab Draw và cái tab Tool này. Thì ở phần trước các bạn đã tìm hiểu về các cái giao diện, về các cái thao tác của SketchUp, các cái phần xoay, các cái phần pan như thế nào các bạn đã biết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu thực hành tìm hiểu về các cái phần vẽ. Trước tiên mình ẩn cái phần này đi đã. Ok. Đầu tiên là cái phần con trỏ này, mình muốn giới thiệu cái phần con trỏ. Cái phần nội dung chủ yếu của chúng ta trong cái phần hôm nay là vào hai cái thanh tab ở phía dưới này. Đây. Vào hai cái phần này. Nhưng mình muốn giới thiệu thêm phần con trỏ này nữa để các bạn có thể tiện khi thao tác, bởi vì thanh con trỏ này là sử dụng để các bạn quét các cái đối tượng. Đây, giả sử như này, nó cũng giống như trong CAD khi các bạn quét ngược. Nếu không hết đối tượng thì nó sẽ không quét được, nhưng mà nếu quét hết đối tượng, quét bên phải, quét chạm một tí nó cũng chọn được, nhưng ngược lại thì không. Đây, ngược lại từ bên trái sang bên phải thì không, nhưng bên phải sang bên trái thì chọn được ngay. Cái phần phím tắt cho cái thằng con trỏ này là phím cách. Giả sử như mình chuyển một cái lệnh như này, nó thành một cái bút như này, nhưng mà khi mình cách thì nó sẽ chuyển ngay về phần con trỏ, rất tiện để khi các bạn thao tác chọn đối tượng. Ok, chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên. Cái lệnh đầu tiên là cái lệnh line. Cái lệnh line này các bạn có thể chọn ở trên cái tab này, bấm vào đây, hoặc là các bạn đánh L. Đấy, đánh L thì nó ra luôn cái lệnh, không cách như CAD. Lệnh line này là để dùng để vẽ các đường line. Đây là vẽ theo, và trong CAD thì các bạn cũng hiểu rằng chúng ta có thể vẽ theo các cái trục, khóa theo cái trục, hoặc vẽ tự do như thế này. Đó, thì thành một đường line, cách một cái thì thoát lệnh. Ok, đây vẽ đường line, vẽ cái đường line liên tiếp, cách một cái thoát lệnh. Ok, này các bạn có thể quét ngược này, không hết đối tượng như thế này, còn quét theo chiều xuôi thì có thể chọn đối tượng theo kiểu như này. Ok, trong cái vấn đề line này thì các bạn có thể dòng theo các cái trục, theo cái đường chỉ này. Đây các bạn có thể thấy, các bạn có thể giữ shift để khóa luôn cái trục này lại. Đó, giữ shift này, nếu mà song song nó sẽ chạy song song theo đúng cái trục tọa độ này của các bạn, theo trục này, theo trục Z. Đó, bây giờ lệnh line này các bạn biết là các mặt nó sẽ tạo thành từ ba cái đường thẳng như này, khép kín thì các bạn tạo được một cái mặt. Đó, thử luôn theo trục Z này. Đây, mình thử tạo thành một cái khối, một khối đơn giản như này, rất là nhanh luôn. Vẽ thêm các đường line thì các bạn tạo thành hai mặt. Đó, vẽ thêm các đường line tạo thành các mặt khác nhau. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến cái đường, cái lệnh freehand này. Cái lệnh freehand này là một dạng line, các bạn có thể chạy theo các đường khác nhau. Nếu các bạn bo kín thì nó sẽ tạo thành một cái hình như thế này. Đó, bo kín, chỉ cần bo kín là nó tạo thành hình như này. Ok, tiếp theo cái lệnh vẽ thì rất là đơn giản, nó y hệt như trong CAD của các bạn thôi. Lệnh line này các bạn cũng có thể vẽ được theo một cái đường thẳng xác định. Là sử như mình tính đây, mình vẽ một cái đường là 1 mét này. Đấy, thì đánh 1000, mình đang tính theo mm, thế là 1000. Ok, các bạn có thể xem thông số trong cái bảng NET Info này. Giả sử các bạn chọn đối tượng đó thì các bạn sẽ biết ngay là cái này đều chiều dài được 1 mét này. Đó, và đây nó thuộc layer 0. Ok, tiếp theo để xóa đối tượng thì các bạn có thể dùng đen, thường mình chọn và mình đen led, hoặc là đây, ở đây có cái lệnh xóa này. Đây, lệnh xóa là lệnh E. Giả sử như mình vẽ một đối tượng như này, các bạn xóa E này. Đó, xóa đối tượng, Ctrl Z thì nó hiện lại như cũ, cũng cần giống CAD thôi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái rectangle. Rectangle cũng vẽ y hệt như thế, vẽ một đường rectangle như này. Đó, vẽ một đường rectangle, Vẽ một đường lách tăng tự do, vẽ một đường lách tăng theo một kích thước xác định 400,400 như hệt trong CAD. Đó, bạn xây dựng một đường 400 x 400. Thử xem cái này nó có. Và thông tin không nhiều lắm. Ok, đó là cái cách vẽ một cái đường lách tăng. Mình làm lại, chọn điểm, bấm xuống, đưa ra cái này thành một hình lách tăng. Các bạn đánh cái kích thước nó vào 1500 chẳng hạn, vậy 1500. Đó, nó sẽ thành một hình như thế này. Ok, tiếp theo cái này nó là Rotate Rectangle, cho phép các bạn tạo thành một cái hình như thế này. Đó, Rotate Rectangle nó có độ chạy theo các cái trục khác nhau và xoay và tạo theo cái rectangle theo một cái độ mà bạn mong muốn. Ở đây bạn có một cái thước kẻ như kiểu thước đo độ đây, là bạn có thể tạo thành các cái độ bạn mong muốn, hoặc theo như này luôn. Ok, với lại con trỏ các bạn còn có một cái nữa là các bạn chọn, và chính các bạn chọn bấm một cái thì nó chọn như này, bấm hai cái thì nó chọn hết cả cái phần đối tượng này. Ở trong cái phần đối tượng khối thì các bạn cũng có thể chọn được, khi bạn nháy đúp 3 lần thì nó sẽ chọn hết. Giả sử như mình tạo một cái đối tượng khối bằng cái lệnh này. Đây, một đối tượng khối như này, khi bạn chọn 2 lần thì nó sẽ chọn đường mặt và cái đường xung quanh viền. Nhưng khi các bạn nháy đúp 3 lần, các bạn nháy 3 lần chứ không phải nháy đúp 3 lần. Đây, bạn nháy 3 lần thì các bạn sẽ chọn được hết cả cái đối tượng này, nó như thế này. Các bạn cũng có thể group cái đối tượng này lại. Giả sử như một đối tượng khối như thế này, mình sẽ đưa ra cho các bạn xem là nó khác nhau như nào. Giả sử các bạn chọn hết cả đối tượng này bằng cái nháy 3 lần, make group, thì nó tạo thành một cái khối như thế này. Cái này là một dạng group của một đối tượng. Thì khi các bạn vẽ một đường line ở trên mặt như này, đó, thì nó sẽ không nằm trong đối tượng đó, nó tách riêng luôn. Nhưng mà đối với một cái đối tượng ở phía ngoài như lúc đầu mình vẽ, ở đây các bạn có thể export nó ra, chuột phải vào đối tượng, nhớ là chuột phải vào đối tượng, chuột phải ra ngoài không có, chuột phải vào đối tượng, chọn export thì nó lại về nguyên dạng như này. Thì khi với đối tượng mà nó không group thì các bạn vẽ một đường line, chẳng hạn mình vẽ như này, thì nó sẽ nằm trong đối tượng đó, nó chia cắt cái này thành hai đối tượng này, thành hai cái mặt này. Đấy, chứ nằm nó sẽ dính luôn vào cái phần đối tượng này, nhưng mà đối tượng này thì không. Đó, khi các bạn di chuyển thì nó rất là dễ. Giả sử như mình copy thằng này và thằng này, copy vào thằng này và thằng này, thì nó vẫn là hai đối tượng. Đó, nó vẫn là hai đối tượng. Nhưng mà khi mình copy thằng này chẳng hạn vào đây thì nó lại là một đối tượng. Các bạn di chuyển các bạn sẽ thấy nó dính vào nhau. Ok, giả sử như vậy. Tiếp theo chúng ta đến các đường khác, các cái đường tròn. Thật ra thì rất là dễ thôi, các bạn cứ chọn xong các bạn vẽ thử. Hoặc là đây là một đường tròn vẽ tự do, đây là một đường tròn vẽ theo một kích thước xác định, các bạn đánh bán kính 500 thành hình 1 mét. Ở đây trong phần thông số của đường tròn này các bạn có thể chọn cái phần viền xung quanh. Khi bạn chưa chỉnh sửa nhé, bạn vừa vẽ đường tròn xong thì các bạn có thể chỉnh các cái phần nét này. Bây giờ nó là một đường gốc khúc này, tạo từ đường nhiều nét, thì các bạn có thể chọn trong phần info này, các bạn có thể sửa. Đó, ở đây là 24 này, 24 đường gốc khúc tạo một đường vòng tròn như thế này. Các bạn có thể tăng nó lên để cho độ mịn nó cao hơn. Giả sử mình để 60 chẳng hạn. Đó, các bạn sẽ thấy cái độ mịn nó cao hơn rất là nhiều so với thằng này. Cái thằng này cũng có thể chỉnh được 60 này. Đấy, độ mịn cao hơn. Đây chính là những nguyên nhân mà mình muốn các bạn bỏ các phần thanh tát này ra để các bạn hiệu chỉnh ngay được cho cái thằng này, tăng lên được luôn. Ok, tiếp theo đường polygon. Đường polygon thì là một đường đa giác. Đó, các bạn vẽ đây xong các bạn cũng đánh bán kính vào 200 chẳng hạn, thì được một đường polygon như này. Đây là cái dạng 2D thông thường. Đây là đường cung tròn. Đó, vẽ cung tròn theo độ vẽ cung tròn theo độ, vẽ cung tròn theo 3 điểm, kéo, vẽ cung tròn theo 2 điểm. Vậy cung tròn này các bạn cũng sửa được như cái thằng đường tròn kia, các bạn có thể điều chỉnh ở đây để cho nó mịn hơn. Đó, điều chỉnh để cho nó mịn hơn và nó tạo nhiều đường hơn, chắc chắn nó sẽ nặng hơn rồi. Nhưng mà để nuột hơn thì chúng ta nên điều chỉnh một chút. Nó sẽ đưa ra cho các bạn các cái cơ bản để các bạn làm, để các bạn vẽ một cách đơn thuần nhất. Ok, vậy là chúng ta đã tìm hiểu. Đây, thêm cả cái này nữa là tạo mặt theo một cái hình quạt. Đó, tạo mặt theo hình quạt. Đây, các bạn có thể đánh độ vào. Này, trước tiên các bạn chọn này, giả sử như cái này, bạn chọn này, bạn đưa một cạnh trước, các bạn đánh 500 chẳng hạn. Đó, các bạn đưa, bây giờ các bạn đưa độ. Đưa độ đây các bạn có thể đánh độ là 45 thử xem. Đó, thì nó tạo thành một cái hình quạt như này. Hai cạnh này là 500. Hai cạnh này của bạn lúc đấy là 500 này. Xong đây là độ này. Đây là góc này. Đó. Ok, hết cái phần vẽ hình. Hết vẽ cái hình 2D. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang một cái phần mới. Sang phần bên này là các bạn bắt đầu là các lệnh hiệu chỉnh. Và cái quan trọng nhất là cái put này, là cái linh hồn của SketchUp. Thì các bạn bắt đầu dùng cái lệnh này thì các bạn sẽ thấy nó cực kỳ hay luôn. Trước tiên chúng ta đến với lệnh move này. Lệnh move là lệnh di chuyển đối tượng. Các bạn chọn và di chuyển đối tượng. Nó đơn giản như vậy thôi. Thường các bạn sẽ dùng lệnh cách để các bạn thoát lệnh. Bấm vào đây, chọn nó vẫn xong. Nhưng các bạn muốn về con trỏ, các bạn cách cái thoát lệnh. Có hai cách để sử dụng lệnh, thì các bạn hoặc là các bạn chọn đối tượng như này, sau đó các bạn mới dùng lệnh, hoặc là các bạn đánh lệnh trước, sau các bạn chọn đối tượng để bạn di chuyển. Nhưng đôi khi với cái cách chọn đối tượng sau, khi mà chúng ta nhập lệnh thì nó sẽ xảy ra những tình huống như này. Các bạn chỉ chọn được một cái này thôi chẳng hạn, thì nó sẽ di chuyển một phần góc đó, nó làm biến dạng hình đi. Đó, chỉ phần đối tượng đấy thôi. Giả sử như các bạn chọn đối tượng mặt này thì nó sẽ bao gồm cả phần kia. Nhưng mà nếu được chọn đối tượng cạnh thì nó sẽ như này. Với lệnh move thì bạn dùng lệnh tắt là M. Ok, như này. Tiếp theo với lệnh move này, ở đây các bạn không có lệnh copy. Nếu copy đối tượng thì có hai cái cách là Ctrl C hoặc là các bạn dùng copy. Copy bằng lệnh move. Nó như thế nào? Ở đây giả sử như mình chọn một đối tượng này, mình dùng M này là lệnh move này. Khi các bạn đưa đi thì nó sẽ đưa cả cái này. Nhưng khi các bạn nhấn Ctrl, đánh Ctrl một cái thì nó sẽ copy ra một đối tượng. Tắt Ctrl thì nó lại mất đi. Nhưng khi các bạn đánh Ctrl, tích Ctrl một cái là nó sẽ copy ra một cái đối tượng mới như thế này. Ok, đối với cái thằng group này thì khi các bạn làm thao tác nó rất là thuận tiện. Đánh Ctrl một cái, bắt điểm hiện như này. Khi bạn đưa và các bạn chưa thao tác gì cả, giả sử như mình đưa đây, mình muốn nhân thêm là 5 hình chẳng hạn, thì mình đánh là 5x. Đó, thì nó sẽ copy thành 5 đối tượng, 1, 2, 3, 4, 5 đây, 5 đối tượng này. Hoặc là các bạn muốn chia đoạn, giả sử như khi các bạn dùng một cái cột, bây giờ mình đã phải dùng đến lệnh put rồi. Đây, giả sử như các bạn dùng một cái cột lệnh, bởi vì lệnh put này sử dụng rất thường xuyên, mình nói nó là linh hồn của SketchUp là vì như thế. Đây, mình giới thiệu luôn cái phần lệnh put để các bạn hình dung và kết hợp với cái phần lệnh move này luôn, bởi vì mình sẽ dùng thường xuyên cái lệnh put này. Vẽ một cái rectangle, giả sử mình có một cái cột như này, dùng put để đẩy lên. Đó, các bạn chỉ cần chọn lệnh put là đánh phím tắt là P, sau đó các bạn chọn cái phần mặt là nó là các bạn có thể di chuyển một cách dễ dàng như thế này để các bạn tạo thành một cái khối 3D. Ở đây thông thường các bạn nên cố gắng nháy 3 lần này, chọn hết đối tượng và group nó lại, thì khi các bạn thao tác nó rất là dễ. Sau này nếu các bạn muốn phá thì bạn X-group ra là được. Ok, bây giờ mình sẽ thử copy thằng này. Trước tiên chúng ta copy theo dạng là nhân thêm bao nhiêu lần, 4x. Đó, thì nó thành 4 đối tượng nữa. Nhưng mà bây giờ giả sử như mình muốn chia một khoảng cách chẳng hạn. Đó, mình chọn M này. Mình đưa đi. Giả sử mình đưa đi một cái khoảng cách nó là 8m. 8m này. Nhưng mình muốn chia cái khoảng này thành 4. Thì mình đánh là chia 4. Đó, mình đánh chia 4 này. Ok, đó là chia thành 4 khoảng. Đó, 1, 2, 3, 4. Đó, chia thành 4 khoảng như thế này. Và nó chúng đều nhau. Đó, mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Chọn đối tượng, dùng mu, đánh Ctrl, bấm Ctrl, chọn điểm, đưa đi, đánh khoảng cách 8m chẳng hạn. Sau đó mình chia 4. Chia 4. Đó, thì nó sẽ ra như thế này. Đối với đối tượng group, một đối tượng như này, thì chúng ta còn có một dạng nữa. Mình nói luôn trong phần này. Một dạng nữa là cái component này. Cái component này, tạo thành component là kiểu như thế nào? Component là một dạng giống như block ở trong AutoCAD. Có nghĩa là khi các bạn tạo này, mình chọn đối tượng này, mình copy một đối tượng ra. Giả sử đây là đối tượng group lúc nãy của mình. Copy ra đây. Đây, khi mình group này, mình sửa cái đối tượng group này. Mình sửa đối tượng group này thì chỉ có duy nhất cái đối tượng này nó thay đổi thôi. Nhưng mà cái đối tượng component này, các bạn có thể thấy, giả sử như mình sửa chiều cao này, thì các đối tượng trước đó liên quan thì nó sẽ cũng thay đổi theo. Đó, giả sử như đây, mình sửa như này. Đó, thì các đối tượng kia cũng thay đổi theo. Đấy là component. Ok, với cái lệnh group, với cái lệnh move, bạn có thể quay cái đối tượng này nữa. Đối cái này chúng ta có thể sử dụng cái lệnh move này để quay trong trường hợp là cái đối tượng nó là component hoặc là group, một dạng khối như này. Đánh mở này thì nó sẽ hiện các cái dấu cộng. Hiện các cái dấu cộng ở trên cái phần đối tượng này. Các bạn có thể xoay như này. Đó, các bạn xoay đối tượng theo các cái góc khác nhau. Theo các cái mặt, đây các cái mặt phẳng đều xuất hiện các phần như này. Các bạn có thể xoay. Xoay bằng cách đánh độ 60. Đó. Và các bạn có thể chỉnh lại như thế này. Ok, các đối tượng kia cũng vậy. Cũng xoay được như thế. Ok. Tiếp theo là đến đối tượng, đây là rotate. Rotate thì có thể xoay đối tượng theo một cái mặt phẳng. Đây, chọn rotate. Cái này lệnh tắt là Q. Đó, các bạn có thể chọn điểm này. Chọn điểm xong bắt đường trục và xoay theo đường trục, theo cái đường tâm và cái đường trục đó. Bạn xoay này, nó sẽ thay theo mặt phẳng, và sử dụng mặt phẳng khác. Nó hay mặt phẳng khác. Đấy. Nó như thế này. Các bạn sẽ ôm theo mặt phẳng này luôn. Và sử như này. Ok. Đó là lệnh rotate. Lệnh rotate thì cũng như lệnh move, các bạn có thể copy được đối tượng. Giả sử như đây mình dùng lệnh rotate này. Mình rotate này. Mình chọn đây. Chọn đầu, chọn điểm thứ 2. Và ở đây các bạn nhấn Ctrl thì nó cũng copy đối tượng. Đó. Nó cũng copy đối tượng như vậy. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái scale này luôn. Scale này dùng như thế nào? Giả sử như cái đối tượng này của mình, mình muốn scale nó nhỏ đi, thì các bạn dùng cái lệnh add. Đánh lệnh add này. Các bạn scale. Scale thì có rất là nhiều cái kiểu scale. Ở đây có hiện tất cả các điểm để các bạn có thể scale. Giả sử như hiện điểm góc này, bạn giữ shift, bạn giữ Ctrl thì nó sẽ bắn vào điểm tâm của cái này. Hoặc là đây, các scale khác. Đây, scale đơn thuần này, nó sẽ bắt vào điểm gốc. Điểm gốc phía dưới. Điểm gốc phía dưới. Đó. Cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm khi các bạn thực hành các cái phần lệnh. Các bạn làm thì các bạn sẽ hiểu được rằng cái này nó sử dụng như thế nào. Ở đây mình đưa ra phương cách để tùy các trường hợp các bạn có thể sử dụng để làm. Trong cái phần này thì chúng ta không có lệnh mirror. Chúng ta không có lệnh mirror nhưng mà chúng ta có thể sử dụng lệnh scale để thay cho cái lệnh mirror này. Giả sử như đây mình có thể mirror thằng này sang. Nó có một cái cữ để các bạn bắt được. Giả sử như đây, các bạn nhìn ở phần dưới. Đây, cái phần dưới này này. Đây, bình thường thì nó là 1 này. Các bạn cho ngược lại thì nó là -1. Đó, thì là các bạn đã mirror cái đối tượng này rồi. Giả sử như cái đối tượng này đi. Đối tượng này đi, các bạn sẽ thấy nó dễ dàng hơn, hình dung nó chuẩn xác hơn. Đó. Đây. Đó, thì có scale ngược như này. Thì tất nhiên nó sẽ đối xứng với cái thằng này. À, cái này là lệnh cũ. Mình scale lại cho các bạn xem. Đó. Này. Tạo ra một đối tượng mới đi. Scale. Đó, thì nó đối xứng như này. Các bạn nhớ là trong này không có lệnh mirror. Ở trong phần plugin, khi mà anh em sử dụng, anh em viết thêm thì nó có thêm cái lệnh mirror này. Nhưng mà dùng cái này cũng nhanh, không đến nỗi chúng ta phải dùng plugin ngay thời điểm này. Ok. Tiếp theo là follow me. Follow me là như thế nào? Follow me là theo tôi. Giả sử như mình vẽ một cái đường như này, đường line như thế này, chạy ngang chạy dọc như này. Đó, mình sẽ thực hiện cái phần lệnh cho các bạn xem trước. Mình vẽ một cái mặt trên cái diện này. Đó, như thế này. Bây giờ mình muốn cái tiết diện này nó chạy theo cái phần đường này. Cách thứ nhất, mình chọn hết đối tượng tiết diện này, mình bấm follow me, chọn vào đây thì nó chạy hết như này. Cách thứ hai, mình bấm follow me xong mình chọn cái mặt này để cho nó chạy theo đằng này. Đó, nó có một đường đỏ này. Đó, nó chạy theo như này. Ok, là tạo thành một cái như thế này, một đối tượng như này, đó là follow me. Tiếp theo là offset. Offset thì thường dùng cho các mặt. Giả sử như mình dùng cái mặt này. Đó, cái mặt này. Mình bấm vào đây là mình có thể offset vào. Các bạn đánh cái kích thước offset là khoảng bao nhiêu, 200 chẳng hạn. Đó, thì offset như này. Put lên là thành một đối tượng 3D luôn, rất ngon lành, rất dễ. Nhớ group lại sau khi thực hiện. Nếu các bạn không muốn thay đổi thêm thì nó tạo thành một cái đường như này. Ok, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản hết các cái phần lệnh ở đây. Lướt qua một lượt. Lệnh line, tạo mặt, rất đơn giản. Bút, tạo khối luôn. Lệnh freehand, đây. Cái này cũng tạo mặt được. Put lên thành khối luôn. Nó luôn luôn gắn lên put để chúng ta tạo ra các cái đối tượng 3D. Put lên này. Đó, đường tròn. Put này. Rất dễ. Ở cái lệnh put có một cái nữa là khi các bạn tạo một cái đường như này, các bạn vẽ lên, mình để nó là khoảng 2m đi. Ok, 2m như này. Các bạn muốn nâng thêm một đoạn 2m nữa thì bạn chỉ cần nháy đúp vào cái mặt này, nó nhảy lên 2m. Đó, nháy đúp thì nó nhảy đến 2m, thêm 2m nữa. Kể cả mặt nào cũng vậy, 2m. Ok. Các cái đường khác. Quan trọng thêm cái đường vẽ. Offset. Đây, thử offset thằng này. Offset thằng này 200. Đó. Put. Put mặt trong. Chọn bắt điểm mặt dưới, thủng luôn. Đó. Kiểu như vậy. Khi các bạn thực hành vẽ, các bạn sẽ thấy các cái phần khác nó cũng đơn giản như vậy thôi. Follow me biết rồi. Vậy là hôm nay chúng ta đã tìm hiểu hết các phần lệnh vẽ và lệnh hiệu chỉnh của SketchUp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ở phần sau chúng ta sẽ thực hành vẽ một cái hình vẽ kỹ thuật mà các bạn thường sử dụng trong các bài tập, các phần bài thi của các bạn ở trường. Mình sẽ thực hành vẽ với các bạn cái đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.